Chào anh chị em bạn bè, chào anh Toàn và chào gia đình anh Toàn. Hôm trước đúng khoảng qua 0 giờ ngày 19 tháng 3 thì anh Toàn có nhắn tin cho em. May quá lúc đấy em vẫn còn đang thức để tiếp chuyện anh. Sự là làm nhà cho người thân rất là khó, em hiểu điều đó. Anh muốn thiết kế là tầng 1 có phòng khách, cầu thang, bếp và giếng trời, chỗ rửa WC dưới gầm cầu thang. Tầng 2 sẽ có 2 phòng ngủ, 2 WC và tầng 3 có phòng thờ, phòng ngủ và sân phơi. Yêu cầu của anh là như vậy, nhưng khi anh đưa cho em diện tích đất thì em thấy diện tích đất rất khó xử lý. Chiều rộng 5,5m, còn chiều sâu thì có 11m thôi. Tuy nhiên thì em đã đưa ra phương án thiết kế mà em thấy là hợp lý đối với ngôi nhà có chiều rộng 5,5m và chiều sâu 11m, đúng theo yêu cầu của anh. Cầu thang sẽ để gọn về một bên, phía đối diện là khu bếp và sân rửa nhỏ như yêu cầu của anh thì em sẽ để sau khu chậu rửa. Lên tầng 2 sẽ có 2 phòng ngủ, một phòng ngủ to để cho vợ chồng có vệ sinh khép kín và một phòng ngủ nhỏ có vệ sinh khép kín. Lên tầng 3 thì sẽ có không gian thờ ở phía ngoài sảnh đây và một phòng ngủ, khu vực vệ sinh chung và sân phơi. Sau khi chốt được phương án 2D với anh thì sau đây sẽ là phương án 3D, mời anh và bác cùng toàn thể gia đình nghiên cứu. Phối cảnh mặt tiền thì thiết kế theo phong cách hiện đại, trồng ít cây cối như cây trúc Nhật ở mặt tiền. Mặt bằng tầng 1 như vừa giới thiệu với anh và các bác, đó là mình sẽ để phòng khách ở phía trước, tiếp đến là không gian bếp và phía đối diện là cầu thang. Đây là vị trí sân rửa phía sau khu bếp. Còn khu vực em đang chỉ đây là hộp kỹ thuật của hai vệ sinh phía trên. Lên tầng 2 là hai phòng ngủ, phía trước là phòng ngủ master có vệ sinh khép kín và có diện tích rất rộng, có một ban công riêng. Phía sau là phòng ngủ nhỏ cũng có vệ sinh. Đối với phương án thiết kế nội thất cho phòng ngủ master thì em thấy hợp lý nhất là mình đưa kệ tivi kết hợp với tủ quần áo về một bên tường. Như vậy thì khoảng không gian này sẽ rộng hơn. Còn bình thường thì anh sẽ phải xếp một cái tủ nhỏ nhỏ ở vị trí này. Một ban công có ít bồn cây để trồng cây trúc chỉ vàng. Cửa sổ to ở ngoài mặt tiền để lấy sáng cho phòng ngủ. Lên tầng 3, không gian phía trước là gian thờ và bên cạnh đó là không gian phòng ngủ. Ở vị trí này thì mình bố trí bàn thờ sao cho để kê giường thì không phạm vào, tức là chân giường không phạm vào phía bàn thờ. Một vệ sinh chung và bên cạnh đấy là sân phơi. Phòng ngủ phía trước cũng sẽ có một ban công rất rộng, mặt cắt qua công trình. Tầng 1 em làm chiều cao 3,6m. Tầng 2 và tầng 3 em làm chiều cao 3,3m. Khu vực dưới cầu thang mình sẽ làm một vệ sinh. Trên đây là toàn bộ phương án thiết kế em đưa ra. Hy vọng anh và gia đình sẽ ok phương án. Anh chị em bạn bè có đang xem kênh YouTube KTS Nguyễn Hiếu, hãy ủng hộ mình bằng cách kích vào nút đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sắp tới.